Và một điểm quan trọng nữa, trước khi cháu nọ đại diện cho các cháu để mình thọ đại, thì hôm nay có sự hiện diện của rất nhiều quý cô, quý ông bà, anh chị em, và đặc biệt là có sự hiện diện của hội đồng mục vụ và đại diện các toàn thể tại địa phương. Xin kính mời ông đại diện có đôi lời. Thưa chàng, thưa bạn nhà, các ông khách bàn, các anh chị, đó là Tuấn, con đang phụ trách bảo vệ bên trung tâm và lớp sinh viên công nhân trong trong hội đồng mục vụ giáo sứ Mary Bertie. Hôm nay chúng con rất vui mừng hôm nay đến đây dự lễ tạ ơn Chúa về cùng với bà Anna. Và chúng ta phải tạ ơn tại vì trong cái Việt Nam hay nói là tất thập cổ lai hy, từ 80 năm thì vẫn hay may vui vẻ nhanh nhậu, vẫn được hai người lớn nét thì nhất định là phải tạ ơn Chúa rồi. Và công đoàn chúng con cũng tạ ơn Chúa vì đã cho và lúc nào cũng là một gương sáng cho công đoàn chúng con, từ việc tham dự những cái sinh hoạt của nhà thờ cũng như giúp cho việc đóng góp cho việc xây dựng nhà Chúa bên này cũng như Việt Nam. Đó là cái gương sáng của chúng con. Hôm nay qua cái bài đọc một, không biết con đã nghe được chưa, cảm thấy hay quá. Tại vì y chang như là cái quan niệm về hiếu lễ và phục vụ cha mẹ già của Đông Phương, cũng như bài giảng của cha về mục đích cuộc sống, thì nhất định là bà Anna đã có một cái con này rồi. Và riêng chúng con thì không quên được, nhờ cái câu đố của cha, cái gì xài đấy thì không biết, và cái gì không biết thì cái gì biết thì không xài, và cái gì xài thì biết được. Nó đến con trai để cho chúng con nhắc nhớ rằng cái cuộc sống này có mục đích cao xa hơn. Một lần nữa chúng con đến đây để tạ ơn Chúa và cùng cầu nguyện với bà, mong rằng bà mãi mãi được vui vẻ, khỏe mạnh, tràn đầy ơn Chúa và là gương sáng cho con cháu cũng như trong cộng đồng chúng con. Và tiếp theo là cháu đại diện cho các cháu nội ngoại, xin mời cháu Nhung. Kính thưa hai cha và ông bà, hôm nay Nhung mới mấy câu hơi đơn giản thì cũng hôm nay cháu nói mấy câu là đại diện cho các cháu của bà nội và bà ngoại. Các cháu rất may mắn có bà săn sóc và lo lắng cho 27 đứa cháu của bà và con cháu của bà. Cuộc sống bà tập trung vào việc nuôi gia đình. Chắc tới kỳ này bà cũng không biết nghĩ về hưu là gì. Sức khỏe của bà vẫn như người trẻ 70 tuổi. Nhưng các cháu mong muốn có mấy năm nữa. Hôm nay các cháu cảm ơn Chúa đã đang ở gần gũi với bà và gia đình lớn của mình. Trong tương lai gia đình sẽ càng lớn hơn và cháu đoán sẽ có nhiều cơ hội hành lễ nữa. Chúc bà lễ sinh nhật vui vẻ và mạnh khỏe. Và hơn nữa là tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và Việt Nam. Và riêng mình cho mình con, thưa mẹ, vì chúng con thì xa, thành ra là cũng
không có điều kiện như tất cả các anh chị em ở gần hàng ngày tới có thể là phụng dưỡng cho mẹ già. Chúng con lại xa quá, thành ra là chúng con cũng muốn có một món quà để cho bà nhớ, chứ không thì bà lại quên chúng con. Thì Dũng mang quà lên mặt cho bà. Đây là những món quà bằng tất cả tấm lòng của gia đình chúng con. Và cho món quà này thực sự là đây là cái nội dung mà một chút bức thì trong này á, là một cái câu thơ của cả gia đình chúng con cùng làm. Thì con xin phép để thi trong khi bà mở bức quà thì con xin phép đọc cái bài thơ có trong đó. Giáp Ngọ tuổi mẹ 80, chúc mừng thượng họ vui tươi an lành, anh em con cháu xa gần cùng về sum họp quy quần với nhau. Chúc mẹ trăm tuổi sống lâu, răng lăm bóc bạc da nâu đồi mồi, đời hạnh phúc lắm mẹ ơi, trăm tình yêu chú thành hơi tuổi già. Thì đó là cái nội dung của cái sách. Sứ Maria Moretti xin cảm ơn quý cô, quý ông bà và anh chị em cùng tất cả các con cháu ở xa gần hôm nay đã về đây tụ họp để cùng điệp dân thánh lễ cầu nguyện cho bà và chúc mừng bà 80 tuổi. Chúng ta hy vọng 90 và 100 nữa. Dạ, xin cảm ơn. Sau cùng là chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả các chị đã vất vả lo cho cái ngày lễ hôm nay được một sự tốt lành. Cảm ơn anh chị em các bạn đã dành một ca tiếng hát để cho thánh lễ đại hôm này trang trọng xuất sắc. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các chị. Chúng mời cùng làm đi.
con trong ngày hôm nay.